on my mind all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, widest sky. The beauty of our love paints rainbows everywhere we go. Need you all my life, you're my hope, you're my pride. In your arms I find my heaven, in your eyes my sea and sky. May love be our love on my mind all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, widest sky. Xanh thắm tình em trắng phai màu.
nhìn chung sáng ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng hiệp thương. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh miệt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước thiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kết tường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Yeah.
non nước hữu tình quê mình xinh đẹp quá. Từ những câu hò ít nhạc thành bài ca, ngày vui em đến thăm Hà Nội, bà xóm phố phường nắp cửa ô cổ kính. Anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà xa diệt tình. Ơi câu ca lặng tình lặng nghĩa, còn lúc nào em giận anh không? Rồi có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày em giận. Dân chẳng có mà thương rộng dài thế. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, dần mà thương xoài lòng anh đỏ. Thương mà dần sẽ gì đâu, em chỉ tìm thấy câu ca.
xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đời trời. Đường xa nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phù dê. Còn trong đời bạn bè dám tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi. Đâu còn mùa xuân này anh sẽ cưới em, lưu bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đó vốn phương, đưa đầu non giữa đêm vượt xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã lên bờ trời đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Tình dẫn ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần, như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan truyền tình đôi mình. Xuân này anh sẽ cưới em, lưu bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, đưa đầu non giữa đêm vượt xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã lên bờ trời đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Tình dẫn ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần, như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan truyền tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan truyền tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan truyền tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan truyền tình đôi mình. Tôi nhớ Đà Lạt mơ. Đà Lạt ơi, xa xôi em có nhớ, có
thì tháng ngày dần trôi, nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vòng tay ấm đôi
dối mỗi khi em yêu hơn rồi, và ngày em đến xua tan màn đêm bóng giá ưu phiền cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ chào nhau ánh mắt mong mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Từng ngày em vẫn luôn mong chờ anh cuối con nơi cuối đủ con đường, chào nhau ánh mắt mong mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con, chào nhau ánh mắt mong mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. La 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 la. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng anh quá nỗi nhẹ nhàng, thoáng chốc anh quên đi bao phiền ưu, nhắm mắt lại và mong sao em có thể hiểu. Từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống ôn hơn nhiều, nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta từng phải nói chia tay mà. Và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời, chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh, muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi là em. Mang cho em những tiếng cười, mang cho em những dáng người bên cạnh em mãi thôi. Từ giờ anh cố gắng chẳng để em phải u buồn. Từ giờ về mãi sau dành em mọi điều anh. Được sự ủy quyền của các cụ bên nhà họ nhà trai cùng với vợ chồng ông Ngát Bà Lến, thế thì tôi tự xin giới thiệu là bác của cháu là anh, gọi là con ông bác của bố cháu, sang xin phép các cụ, các ông, các bà rồi toàn thể gọi là gia đình họ nhà gái để gọi là xin đón cháu về làm cháu của các cụ, các ông, các bà bên gia đình họ nhà gia nhà tôi. Và gọi là làm dâu vợ chồng ông Ngát Bà Lến. Được sự tìm hiểu chính mùi của hai cháu, được sự gọi là nhất trí của hai gia đình, được sự gọi là tính kiến của hai địa phương, vậy rằng hai gia đình hôm nay đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức kết hôn cho hai cháu. Trước hết xin gọi là được chúc toàn thể gọi là hai họ nhà ta trong phòng hôn lễ ăn trầu uống nước mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Thế vậy rằng được làm bác của cháu thì cũng gửi gắm tới các cụ, các ông, các bà, toàn thể họ nhà gái. Từ giờ phút này trở đi, cháu Lam đã là cháu rể của các cụ, là con của ông gọi là bà bên nhà. Thế và làm cháu của tất cả gọi là các ông, các bà, các bác trong gia đình. Xin gọi là được một tràng pháo tay đón thằng cháu rể mới. Thưa các cụ, thưa các ông, các bà cùng toàn thể quý khách trong hai họ cũng như hai gia đình. Thế thì gia đình nhà ai thì cũng rất vui, rất phấn khởi, trai lớn thì lấy vợ, gái lớn gả chồng. Thế thì trong những ngày trọng đại của hai cháu, bác chẳng biết nói câu gì hơn, luôn luôn chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, sống với nhau trọn đời. Thế và cũng chẳng biết nói câu gì hơn, trong cái lễ của nhà trai đến xin để đón cháu về làm dâu của gọi là vợ chồng ông Ngát Bà Lến và làm cháu của các cụ bên nhà, thì trong khi gọi là ngày vui của các cháu,
cháu cũng chỉ có gọi là mang sang lễ đón cháu về làm dâu con. Thì cũng xin phép các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể gia đình nhà ta nhận lễ để cho gọi là nhà trai đón cháu về bên nhà để làm dâu con của trong gia đình. Mai không nói nữa. Cuối cùng chẳng biết nói câu gì hơn, xin kính chúc tất cả các cụ, các ông, các bà, toàn thể gia đình họ nhà gái luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự thành đạt. Được như vậy xin chân thành cảm ơn. Vụ cho ông, các bà, các bạn, anh chị cùng toàn thể anh em. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là anh trai của mẹ, bố của cháu Huyên. Và hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình, hai địa phương và cùng hai địa phương. Và xin phép cho tôi được nói đôi lời về cháu. Mà thật sự rằng bố mẹ cháu cũng sinh ra cháu, khi có lớn, có trưởng thành nhưng còn nhiều điều chưa chín chắn. Cũng mong là bên nhà trai có những điều gì không gặp và thứ hai nữa là bác của cháu, tuy là bố mẹ cũng có căn dặn những điều hay lẽ phải, và xin chúc cho hai cháu được chúc phúc năm và họ nhà trai và nhà gái trong năm xin phép được nhận lễ đón dâu và để thắp hương báo cáo ra tiền xin phép. Dùng bắp một cái thật thân mật, tiếp tục thông thai cả từng ngày. Một chân thân họ nhà gái. Và đại hiện rồi, nhà trai sẽ cùng đứng dậy để trao cho nhau lễ hôn ngày này. Thứ nhất, lên giường chồng vợ, chất trọng được, kính mời. Xin mời chúng ta hãy làm anh cùng chờ vào trong phòng khí để đón đó. Lên kẻ hôm nay, chất trọng được, kính mời. Và kính thưa quý vị thân mến, và có lẽ quý vị không phải sơ đẩy. Chào mừng quý vị và các bạn thân mến. Và hiện diện trên sân khấu lúc này đây là hai gương mặt đẹp nhất chút rẻ tối ngày hôm nay. Và có thể nói rằng cuộc đời thì là những giấc mơ, mà là bao hạnh phúc đợi chờ đắm say. Mà cuộc đời thì là hạt mưa bay thấm sâu lòng đất, đêm ngày xanh tươi. Và cuộc đời thì là những nụ cười, là tình yêu đẹp để cho hai người trọn đời bên nhau. Và có lẽ ngày hôm nay thì có lẽ quý vị thoáng nhìn thôi nhận ra ngay phải không ạ? Cô dâu Mai Huyên của chúng ta ngày hôm nay thì sao? Đúng là cô dâu thì mặc áo cô dâu, còn trên đầu thì cài xe loa bơ trắng phải không ạ? Còn chú rể Hải Nam thì sao? Với một trang phục tề chỉnh đang đứng cạnh cô dâu và mới một mái tóc bồng bềnh đang bay trong gió như chưa có bao giờ đẹp như thế phải không ạ? Và trên tay cô dâu và chú rể là một bó hoa tuyết thắm quyện lên tình say đắm bên nhau, và bông trên bông dưới đủ màu, bông chàng bông thiếp cũng đang bắt đầu sống chung. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, những người làm chương trình xin được trân trọng được tuyên bố lễ phu quy mừng hạnh phúc cho cô dâu Mai Huyên và chú rể Hải Nam xin được bắt đầu. Xin chào mừng lễ phu quý vị ngày hôm nay được cùng chúc mừng cháu dâu chú rể ngày hôm nay.
Yêu thật là đâu mà đã thương thì thương thật, kiếp sau vẫn còn phải không ạ? Yêu nhau từ thuở trăng non và yêu nhau từ thuở tóc còn ngả vai. Và một điều hạnh phúc nữa ngày hôm nay tại khán phòng cưới của gia đình quân viên của họ nhà gái, quý vị sẽ được ngắm nhìn những tình cảm thân thương mà chú rể Hải Lam sẽ dành cho cô dâu Mai Huyên ngày hôm nay. Và một điều hạnh phúc nữa ngày hôm nay quý vị đã được chứng kiến một tình cảm thân thương, đó là sự hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và xin được hỏi chú rể Hải Lam một câu hỏi như thế. Hải Lam yêu Mai Huyên lâu chưa ạ? Em đến ngày hôm nay thì được 240 ngày rồi. 240 ngày phải không ạ? Và khoảng thời gian cũng rất là dài phải không ạ? Và có lẽ những tình cảm thường thường nhất mà hai em họ đã dành cho nhau thì ngày hôm nay tại khán phòng cưới của gia đình quân viên của họ nhà gái, mong muốn rằng tình cảm mà chú rể đã dành 240 ngày từ khi yêu cô dâu Mai Huyên đến ngày hôm nay phải không ạ? Nhưng ngày hôm nay có cô chú chị và bạn có thể sẽ đưa được người con người cháu, đó là cô dâu Mai Huyên trở về nhà chồng. Nhưng sẽ có những người vì phong tục tập quán của địa phương của người Việt Nam không thể đưa cô dâu Mai Huyên trở về nhà chồng được. Và ngày hôm nay tại khán phòng này thì chú rể Hải Lam có thể dành một ôn đồng thàn thân thương nhất cho người vợ của mình được không ạ? Được ạ. Còn hôn như thế nào thì cô dâu đánh cặp một bó hoa, hôn nhau một cặp. Xin mời cô dâu chú rể hãy quay mặt vào nhau đi ạ. Chưa hôn được phải không ạ? Chú rể hỏi hôn luôn là anh bao giờ đến biết được hôn phải không ạ? Tay của Mai Huyên mọi lần Huyên có nhớ Hải Lam hôn em bao nhiêu lần không? Đã hôn bao giờ đâu ạ? Dành đủ hôn ngày hôm nay phải không ạ? Vâng, một câu trả lời rất chắc chắn. Và xin mời tay của Huyên để lên bờ vai vững chắc của chú rể Hải Lam. Bờ vai này sẽ để cho em dựa cả cuộc đời. Và nụ hôn sẽ kéo dài bao giờ pháo hết mình mới thôi. Hôm nay là như vậy, phải không ạ? Vâng, chưa được hôn bao giờ thì hôm nay sẽ được hôn. Vâng, quý vị cùng trả lại cám vòng một tràng bất thật lớn lên cho chú rể và dâu sẽ dành cho một nụ hôn. Chúng ta cùng đếm từ 1 đến 3. 1 2 3 Vâng, xin mời một nụ hôn thật ngọt ngào ngày hôm nay chú rể và dâu đang dành cho sân khấu ngày hôm nay. Vâng, xin được trả lại cho cô dâu một bó hoa. Kính thưa quý vị, hôm đó là một giây phút rất ngọt ngào nhất trên sân khấu ngày hôm nay. Để minh chứng rằng nói không nên điều hạnh phúc nhất ngày hôm nay, chú rể Hải Lam chính thức đã được đón cô dâu Mai Huyên che chở đời con. Và sự hạnh phúc nhất của những người sinh ra cô con gái ngày hôm nay, đó là người cha là người mẹ sinh ra cô dâu Mai Huyên, và cũng là cha là mẹ của chú rể Hải Lam kể từ ngày hôm nay, đang có những kỷ vật thiêng liêng để trao cho người con, chúc cho hai người con được chọn đời hạnh phúc bên nhau và cùng nhau chèo lái con thuyền đi đến bờ hạnh phúc. Và ngay từ phút đây, cha chào được kính mời cha là người bố sinh ra cô dâu Mai Huyên sẽ có những kỷ vật thiêng liêng để trao cho người con rể. Cha chào được kính mời. Vâng, một kỷ vật thật ý nghĩa phải không ạ? Lúc này đây, những người cha người mẹ mong muốn hai con sẽ cùng nhau chèo lái con thuyền đi đến bờ hạnh phúc và cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống để cùng gìn giữ những tình cảm mà hôm nay cha mẹ đã dành cho hai con. Và một lần nữa xin được quý vị và cha thật lớn để chúc mừng cho gia đình ngày hôm nay được không ạ? Thái phòng để cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Khoảnh khắc. Chân phương em là
đơn giản là yêu con tim bay lên trên thôi. Cho gia đình, đỡ lời cho ban tổ chức lễ thành hôn, xin phép được tuyên bố đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Hải Nam và Mai Huyền chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc phúc cho cô dâu chú rể trong năm hạnh phúc ạ. Dạ vâng, kính thưa
toàn thể quý vị khách quý. Trăm năm chỉ có một ngày, mà ngày đẹp nhất là ngày hôm nay, ngày mà đôi lứa chung tay, ngày mà đôi lứa kết dây tơ hồng. Trăm năm đẹp nhất hoa hồng, nghìn năm đẹp nhất cũng chỉ có đôi vợ chồng Hải Nam và Mai Huyền ngày hôm nay. Và hiện diện tại trung tâm sân khấu của chúng ta là hai nhân vật chính, đôi tân lang tân giai nhân đang nở những nụ cười thật tươi và niềm hạnh phúc được hiện diện trên khuôn mặt của hai bạn. Và để bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự hiện diện của toàn thể quý vị đã không quản ngày đường xá xa xôi và trở về dự tiệc cưới chúc phúc cho cô dâu chú rể, thì sau đây xin mời cô dâu chú rể cùng cúi đầu gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý vị. Xin mời cô dâu chú rể. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý kính mến, công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cây có cội như sông có nguồn, cây có cội mới nảy cành xanh lá, sông có nguồn mới bể cả sông sâu. Và kính thưa toàn thể quý vị, đại tiệc thành hôn của đôi bạn trẻ ngày hôm nay được sự nhất trí của chính quyền hai địa phương, được sự nhất trí của hai bên gia đình và được ông Tơ bà Nguyệt khéo xé duyên. Thì sau đây người làm chương trình xin được trân trọng giới thiệu trở ra trung tâm sân khấu của chúng ta một bác đại diện họ nhà trai và đồng trân trọng giới thiệu một bác đại diện họ nhà gái sẽ rời hàng ghế danh dự và trở ra trung tâm sân khấu của chúng ta sẽ có đôi lời làm nghi thức chào dâu nhận rể tại trung tâm sân khấu. Một chàng bác này sẽ đứng cạnh chú rể và bác đại diện nhà gái sẽ đứng cạnh cô dâu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và đưa dâu thì cũng một quãng đường dài, và đại diện nhà gái cùng với cô dì chú bác anh chị em và các cụ ông cụ bà, quý vị tân khách quý thì cũng đã trở về với ngày hạnh phúc hôm nay. Thì cho phép người làm chương trình xin giới thiệu bác đại diện nhà gái sẽ có đôi câu phát biểu và làm nghi thức chào cô dâu ạ. Xin mời bác ạ. Kính thưa các cụ, công các bà cùng toàn thể các anh chị em trong họ nhà trai cũng như họ nhà gái, hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai gia đình, được sự nhất trí của chính quyền của hai địa phương, thì hôm nay là tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thế đến giờ phút này thì họ nhà gái chúng tôi là xin được trao cô dâu cho họ nhà trai, và mọi vấn đề vào việc thuộc quyền nhà trai quản lý. Thế thì tôi xin biểu địa phần là cháu tôi thì họ nhà gái, thế nhưng tuy có lớn nhưng khôn thì chưa được mấy. Thế về bên này làm dâu của họ nhà trai bên này là khôn thì các cụ dạy ít, mà dạy thì cụ dạy nhiều. Thế có vấn đề gì thì gia đình chúng ta là cùng nhau gặp để trao đổi và làm ra vun đắp hạnh phúc cho các cháu được trăm năm. Thế cuối cùng họ nhà gái chúng tôi xin chúc sức khỏe các cụ, công các bà cùng toàn thể các anh chị em của họ nhà trai cũng như họ nhà gái có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Dạ vâng, bác đại diện nhà gái thì đã phát biểu vừa qua lời hay ý đẹp bay xa tuyệt vời, và bây giờ thì nhà gái đã phát biểu xong rồi, xin mời bác đại diện nhà trai có dăm ba câu đỡ lời. Xin mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý khách gần xa đã tới dự buổi lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi, Hải Lam và Mai Huyền. Thế thì xin được đại diện gia đình họ nhà trai xin nhận cháu dâu. Kể từ giờ phút này, ngày hôm nay, cháu Huyền đã là chính thức là một làng dâu của trong dòng họ Nguyễn nhà tôi. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn của quý vị ạ. Trước hết đã đón cháu dâu về đến nhà, xin mời tất cả các cụ, các ông, các bà, toàn thể quý khách của hai họ cũng như hai gia đình xơi chầu uống nước mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Dạ vâng. Thay mặt gia đình xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, gia đình nhà gái đã đưa cháu về làm dâu vợ chồng nhà ông Ngát, bà Lến, làm cháu của các cụ, các ông, các bà, rồi là thành viên của trong gia đình họ nhà tôi. Chẳng biết nói câu gì hơn, xin gọi là chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, sống với nhau đầu bạc răng long. Cuối cùng, xin gọi là kính chúc sức khỏe tất cả các cụ, các ông, các bà, toàn thể quý khách của hai họ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, vạn sự được như ý. Xin chân thành cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác đại diện nhà trai. Và xin mời hai bác cùng tiến về phía trước một bước ạ. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, bây giờ thì nhà trai nhà gái đâu xa, hai bên kết nghĩa giao hòa trăm năm, nhà dâu nhà rể đã gần, hai bên kết nghĩa tình thân đậm đà. Xin mời hai bác đại diện nhà trai và nhà gái sẽ bắt tay kết tình thông gia, và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc cho mối tình thông gia hai bên gia đình trăm năm bền vững. Dạ xin cảm ơn hai bác đại diện, và xin mời hai bác đưa cô dâu chú rể trở vào trong nhà thắp hương làm lễ gia tiên. Vâng, xin mời cô dâu chú rể theo hai bác đại diện. Qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Vâng, thì lời đầu tiên cho con xin được gửi lời chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà và các cô, các bác, các chú và các bạn của con. Thì hôm nay cũng bớt một chút thời gian quý báu để tới dự lễ thành hôn của con. Thì con, vợ chồng con thì xin được chúc sức khỏe mọi người có một cái Tết... Nói chung là giờ con dư ngon, nói chung là con chúc sức khỏe tất cả mọi người ạ. Và sau đây thì con xin hát tặng vợ con và tất cả mọi người ở đây một bài hát ạ. Trông anh quên đi bao phiền ưu, nhắm mắt lại và mong sao em có thể hiểu. Từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống ôn hơn nhiều, nhiều lần giận hơn nhau đôi chúng ta từng phải nói chia tay mà. Và cứ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời, chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn
chúng ta từng phải nói chia tay mà. Và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã chào anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh. Muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh. Muốn thấy nụ cười nở trên môi, đẹp nhất năm 2018 của chúng ta đấy ạ. Một món quà của chú rể hát dành tặng một ca khúc, những lời muốn nói qua ca khúc Vợ là tuyệt vời nhất. Xin trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị để chúc phúc cho cô dâu chú rể. Và bây giờ thì xin mời cô dâu chú rể của chúng ta cùng tiến về phía trước một chút ạ. Cô dâu chú rể ghi lại giờ phút cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau kỷ vật yêu thương, đôi nhẫn cưới minh chứng cho tình yêu của đôi bạn trẻ của chúng ta mãi mãi vẹn tròn như đôi nhẫn kia. Và sau đây thì xin mời chú rể sẽ mở cặp nhẫn cưới ra để cho toàn thể khán phòng của chúng ta, quý vị khách quý được chiêm ngưỡng minh chứng tình yêu của hai bạn trong ngày hạnh phúc hôm nay. Rất là hồi hộp. Vâng, rất là to đúng không? Đôi nhẫn cưới rất là to đấy ạ. Bây giờ xin mời hai bạn cùng đợi chiếc hộp xinh xắn đựng đôi kỷ vật tình yêu nhé. Xin mời cô dâu hãy đỡ tay lên chiếc nhẫn cưới. Và kính thưa toàn thể quý vị, chú rể Hải Nam của chúng ta thì đã từng mơ ước như thế này ạ. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mua về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Và lời nguyện ước ngày hôm nay thì đã trở thành hiện thực. Và bây giờ thì cho phép người làm chương trình sẽ cầm giúp đôi bạn chiếc nhẫn cưới này nhé. Và bây giờ thì xin mời chú rể sẽ đặt chiếc nhẫn cưới vào ngón tay áp út của người vợ yêu thương của mình. Và chú rể hãy thể hiện sự dâm men của mình đi ạ. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị đi ạ. Và lời nguyện ước của chú rể khi trao nhẫn cưới cho người vợ yêu thương là rất là đẹp, rất là lung linh ạ. Và xin mời Mai Huyền cũng đeo chiếc nhẫn cưới cho người chồng yêu thương của mình. Một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để chúc mừng cho nghi thức trao nhẫn cưới của cô dâu chú rể. Dạ vâng, và bây giờ thì đôi bạn trẻ của chúng ta đã được kết nối và chính thức nên vợ thành chồng và được sự chúc phúc bằng những tràng pháo tay và sự hiện diện của toàn thể quý vị. Và sau đây thì xin mời cô dâu chú rể của chúng ta tiến về bàn tiệc có thắp rượu tình yêu. Quý vị thân mến,
màu đỏ của những ly rượu trên tháp rượu tình yêu, tượng trưng cho màu của trái tim và đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay cùng chung nhịp đập. Và bây giờ thì chú rể sẽ khui chai rượu sâm panh đầu tiên để cho đôi bạn trẻ của chúng ta cùng rót lên tháp rượu tình yêu. Những ly rượu tràn trề cũng tượng trưng cho tình yêu của các bạn, của cô dâu chú rể cũng luôn luôn tràn trề và mang hương vị ngọt ngào, nồng nàn như những ly rượu kia. Chai rượu sâm panh đầu tiên. Và chúc cho chai rượu sâm panh của chúng ta nổ thật lớn thôi. Vâng, rồi ạ. Chai này sẽ nổ rất lớn ạ. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tay trong tay rót tháp rượu tình yêu. Mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc anh lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay, ngày vui nhất trong cuộc đời. Ngày em đang được chảy tràn trề trên tháp rượu tình yêu. Đôi bạn trẻ nguyện chia ngọt sẽ vui. Giờ tiếng liếng đến rồi, mắt em long lanh. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em. Trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại. Ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy, lòng bỗng thấy xôn xao. Xôn quá đúng không? Ngày hôm nay, ngày vui nhất trong cuộc đời. Vậy thì bạn hãy dùng 50% sức mạnh của mình đi. Ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Em long lanh. Vâng, quý vị hãy go cho chú rể lấy sức mạnh đi ạ. Hãy cô dâu hãy chuyển 50% sức mạnh cho chú rể đi ạ. Cố lên nào. Rồi, hai bạn hợp sức thì tát biển Đông sẽ ngàn đúng không ạ? Cố lên nào, cố lên. Ngày vui nhất đời. Hồi hộp quá, chai rượu thứ hai đang thách thức cô dâu chú rể của chúng ta. Và thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phủ kín công cha. Bà sẽ là cánh chim đưa con bay thật xa, mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực. Bà mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, và muôn đời con ghi nhớ bà mẹ là quê hương. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu trở lên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay, ông Nguyễn Văn Ngát và bà Nguyễn Thị Nến. Xin mời hai ông bà là bậc sinh thành ra chú rể Hải Nam. Xin mời hai ông bà sẽ rời hàng ghế danh dự và trở lên trung tâm sân khấu để nhận giải Hải Nam. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ. Và xin mời cô dâu chú rể cùng nâng hai ly rượu. Con cất tiếng khóc chào đời ngày mẹ. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta lùi lại phía sau một chút. Xin mời hai bạn lùi lại phía sau một chút. Và cô xin mời bậc sinh thành của đại bằng xin mời rồi. Và bây giờ thì cô dâu chú rể sẽ vòng tay nhau nhé, giao môi ly rượu tình yêu. Và xin mời bậc sinh thành ra chú rể cũng sẽ cạn ly rượu của hai con nhé. Và xin mời toàn thể quý vị cùng hô được ạ. 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Vâng, đây được gọi là song hỷ lâm môn đấy ạ. Xin mời toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho đại gia đình hạnh phúc của cô dâu chú rể ạ. Vâng, mẹ cha đã dành cho con người. Quà này mẹ tặng hai con, mong con hạnh phúc trên con đường đời. Thương con mẹ dặn đôi lời, mong con hạnh phúc trọn đời bên nhau. Một món quà yêu thương của cha của mẹ dành tặng cho hai con trong ngày hạnh phúc. Đây sẽ là lời chúc phúc ngọt ngào và là một bước để cho hai con cùng bước vào cuộc sống hạnh phúc với nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và nhiều may mắn. Xin mời toàn thể quý vị cùng hứa cống kính máy quay của mình trở lên sân khấu của chúng ta để giúp cô dâu chú rể ghi lại giờ phút yêu thương, giờ phút hạnh phúc và thiêng liêng của gia đình. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời.
bằng yêu thương của cha đã dạy. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc mừng cho món quà yêu thương của bậc sinh thành. Trở lại trung tâm tiệc cưới và xơi nước xơi chầu để tham dự những nghi thức của hai con. Hãy nắm tay anh thật chặt và giữ tay anh thật lâu. Chúc mừng cho nghi thức nhất bánh gato của cô dâu chú rể. Hải Nam và Mai Huyên thân mến, để có được ngày hạnh phúc như ngày hôm nay thì chắc hẳn rằng hai bạn đã phải trải qua trên một quãng đường dài để quen biết, tìm hiểu. Và tình yêu ngọt ngào của đôi bạn trẻ thì được thấm dần qua thời gian. Và ngày hôm nay thì tình yêu lại được thăng hoa. Và sự ngọt ngào ngày hôm nay thì cho phép người làm chương trình sẽ mời cô dâu chú rể, hai bạn sẽ thưởng thức hương vị của chiếc bánh tình yêu này. Chú rể có muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào của chiếc bánh này không? Xin mời. Và bây giờ thì tình yêu thì phải được thưởng thức từ hai phía đúng không? Sự ngọt ngào cũng được thưởng thức từ hai phía. Vậy xin mời cô dâu chú rể, xin mời hai bạn sẽ cùng trao cho nhau cái hương vị ngọt ngào. Nhưng mà khi đặt lên môi thì hai bạn phải giữ cái hương vị ngọt ngào trên đôi môi của mình nhé. Xin mời hai đứa thưởng thức một mình thì nó chỉ ngọt thôi, đúng không? Không thể thăng hoa được. Có được từ chiếc bánh gato đâu ạ, mà sự ngọt ngào còn đến từ một món quà rất là ngọt ngào nữa. Xin hỏi quý vị, đố quý vị biết đó là món quà gì ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Vậy bây giờ thì xin mời chú rể nhé, bạn hãy để cho cô dâu được thưởng thức cái hương vị bánh gato từ trên đôi môi của bạn nhé. Phải thưởng thức hương vị ngọt từ phía được toàn thể quý vị ghi lại bằng chiếc smartphone của mình. Và xin mời toàn thể quý vị cùng hôn được không ạ? Nụ hôn ngọt ngào nhất sẽ được diễn ra giữa Hải Nam và Mai Huyền. 1, 2, 3, chúc mừng, hạnh phúc. Nụ hôn sẽ diễn ra một tiếng. Và bây giờ mới thấy ngọt đúng không? Rất là ngọt đúng không? Xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, đó chính là niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ của chúng ta đã được gom góp qua thời gian. Và ngày hôm nay, đại tiệc thành hôn của Hải Nam và Mai Huyên được diễn ra thành công tốt đẹp tại trung tâm tiệc cưới, tại khán phòng của Họ Nhà Trai. Một lần nữa cho phép những người làm chương trình xin đỡ lời cho cô dâu chú rể, đỡ lời cho đại diện quan viên Họ Nhà Trai. Xin gửi tới toàn thể quý vị dân khách quý gần xa cùng quan viên anh họ lời kính chúc sức khỏe. Chúc quý vị đầu xuân năm mới, gia đình vạn sự bình an. Đến phúc viên tròn đầy, chúc cho cô dâu chú rể đầu lòng sinh một cháu trai, nước da giống mẹ, đức tài giống cha, trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể. Dạ hội rồi anh về theo em, để câu hát vẫn vương trong lòng. Nước sông kia hai dòng như một, em trao yếm đào anh cầm làm tin, em trao miếng trâu anh cầm làm tin. Biết mai mình có về cùng nhau, để câu hát trao duyên ngày hội. Áo khăn đây em chờ em đợi, mai xa rồi em nhớ em thương, mai xa rồi thương lại càng thương. Người ơi, nhớ về hội liêm, hội của trao duyên, hội của hẹn hò. Người ơi, nhớ về áo khăn em chờ đến ngày hội sau, áo khăn em chờ đến hẹn lại.
anh về theo em, để câu hát vẫn vương trong lòng. Nước sông kia hai dòng như một, em trao yếm đào anh cầm làm tin, em trao miếng trâu anh cầm làm tin. Biết mai mình có về cùng nhau, để câu hát trao xuyên ngày hồi. Áo khăn đây xin mình để lại, mai xa rồi em nhớ em thương, mai xa rồi thương lại càng thương.